Phan tiết lộ người chu toàn mọi việc khi Hồ Văn Cường có show diễn. Tiết lộ người chăm sóc cả người và hoa quả trên sân khấu của Hồ Văn Cường. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, mới đây một fan của nam ca sĩ khi trực tiếp đi xem show của Hồ Văn Cường đã có bài viết chia sẻ về người hỗ trợ toàn bộ mọi việc khi Hồ Văn Cường đi biểu diễn tại các sân khấu âm nhạc trên khắp cả nước. Người fan này viết: sau một tuần đu show chờ cho mọi cảm xúc lắng đọng lại, mình mới viết lên bài viết này. Em ấy là ai? Em ấy là một cô gái nhỏ nhắn nhanh nhẹn. Trước, trong và sau mỗi show diễn, em ấy lúc nào cũng xuất hiện tất bật nhất, luôn lan tỏa năng lượng đến cho mọi người. Trước khi đến show diễn, em là người phải lo tiếp nhận các cuộc điện thoại của các mẹ, các cô ở xa không biết mua vé ở đâu, phải nhờ đến em ấy, trong đó có mình. Nếu show ở xa, em còn phải lo xe cộ, chỗ nghỉ ngơi, ăn uống cho mọi người. Khi ca sĩ hát thì em ấy luôn là người chăm sóc cả người và hoa quả trên sân khấu. Sau show thì phải lo cho mọi người ăn uống nghỉ ngơi cho chu toàn. Để giúp cho show diễn thành công, em ấy luôn âm thầm làm mọi việc. Ở show Đà Lạt ngày 8 tháng 4, mình rất là ấn tượng với cô bé này. Mình may mắn được đi chung xe với em ấy. Hình ảnh mà em ấy đã để lại trong lòng mình là cả một sự cảm mến và tràn đầy yêu thương. Đó là khi xe đến đoạn dốc để lên đồi đến sân khấu Mây. Do không biết xe có chạy lên đồi được hay không, em ấy phải nhảy xuống xe và nội bộ lên trước để dò đường. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của em giữa đồi núi mênh mông, mình không khỏi xúc động và thương em vô cùng. Chỉ vì muốn đem đến niềm vui trọn vẹn cho mọi người mà em đã cống hiến rất nhiều. Đã vậy, đến mỗi bữa tiệc giao lưu sau show thì em ấy lại phải lăng xăng lo cho mọi người ổn định chỗ ngồi và bàn tiệc. Khi mọi người ăn gần xong thì thấy em ấy mới được ngồi. Quả là trong sự thành công của mỗi show diễn thì sự đóng góp của em không hề nhỏ. Thay mặt FC, những người cùng hâm mộ một idol, vô cùng cảm ơn em Hồng Phước Đặng và các bạn đầu tàu của FC Ba Miền đã tích cực giúp đỡ và tạo điều kiện cho mọi người có những chuyến đu show thật hoàn hảo. Đầu năm 2022, danh ca Ngọc Sơn và doanh nhân Bầu Thụy tuyên bố đứng ra giúp đỡ Hồ Văn Cường trong công việc nghệ thuật. Ngọc Sơn cảm nhận được Hồ Văn Cường là một người chân thành, lễ phép và có chí cầu tiến. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc, dễ dàng chinh phục khán giả. Cậu có niềm đam mê mãnh liệt với nghề và khả năng tiếp thu nhanh. Là người dìu dắt Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn đánh giá chàng trai sinh năm 2003 có giọng ca vô cùng hút khách, sở hữu lượng fan hùng hậu từ trong và ngoài nước. Bằng chứng là trong các show diễn gần đây có sự tham gia của Hồ Văn Cường đều rơi vào tình trạng cháy vé khi vừa mở bán. Dẫu vậy, nam danh ca vẫn luôn ưu tiên việc học của Hồ Văn Cường, thỉnh thoảng chỉ nhận show vào cuối tuần. Khi nói về câu chuyện của em Hồ Văn Cường, một fan của nam ca sĩ mới đây chia sẻ: có một cậu bé quê ở Gò Công, ngày Hòa Bình cậu ấy chưa ra đời và mãi những năm sau này cậu ấy mới sinh ra trong một vùng quê yên bình. Đất nước đã qua giai đoạn khó khăn, bước vào giai đoạn phát triển, nhưng cậu ấy xuất hiện vào thời điểm mà xung quanh bé nào cũng lộng lẫy xinh đẹp như thiên nga. Để tham dự cuộc thi do đài truyền hình tổ chức, một cuộc thi lớn mà cậu bé ấy, từ giọng hát đến vẻ ngoài đã làm rung động bao trái tim. Và mọi người đặt tên cho cậu là Sứ giả Cảm xúc. Có phải cái tên ấy đã dính vào cuộc đời của cậu bé ấy, làm cho biết bao người phải nhói tim khi bỗng dưng dính vào những thị phi oan ức. Dù mọi chuyện đã qua, ta cũng hãy để nó ngủ yên, ai không hiểu rồi cũng sẽ hiểu, bởi vì bản thân cậu ấy đã dũng cảm đứng lên, không gục ngã, cố gắng vươn lên không đầu hàng số phận. Cường tỏa sáng một cách nhẹ nhàng trên sân khấu, bên cạnh các fan của cậu ấy, cùng sự yêu thương mãnh liệt của nhà xanh đọt chuối, những người có tâm và đức, đủ thành phần trong xã hội, giáo viên, họa sĩ, chiến sĩ, bác sĩ, công nhân hay những người dân bình thường cùng yêu thương bảo vệ cậu ấy. Và cùng một hành trình vượt dậy của một vì sao trên bầu trời giông tố. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, cậu ấy tiếp tục tỏa sáng ở show 30 tháng 4. Giữa ngày lễ lớn của đất nước, cậu ấy sẽ làm tất cả các FC Ba Miền, Bắc Trung Nam yêu thương đoàn kết. Cậu ấy là một sợi dây thật to thắt chặt tình yêu của một dân tộc, không gì lay chuyển nổi. Và chúng ta đến thành phố Đà Lạt xinh đẹp, chiêm ngưỡng đồi thông xanh mướt, hay những cánh đồng hoa bạt ngàn, hay những cuộc săn mây đẹp như những bức tranh ở thiên đường. Những ngày nghỉ lễ sẽ càng thêm ý nghĩa khi chúng ta cùng đến để ủng hộ show diễn, để cậu ấy tỏa sáng và cống hiến những cố gắng miệt mài học tập. Và chúc tất cả các FC Ba Miền và các cô chú hải ngoại của bé Cường cùng đồng hành, tất cả chúng ta sẽ đi về ánh mặt trời, nơi mà con đường sẽ luôn sáng và rực rỡ. Bất ngờ hành động của Hồ Văn Cường sau buổi biểu diễn nhận được sự quan tâm của khán giả. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh Hồ Văn Cường ra xe chuẩn bị rời đi sau buổi biểu diễn.
Thế nhưng khi bất ngờ gặp fan hâm mộ, giọng ca 19 tuổi này không nỡ rời đi mà đã nán lại, giao lưu và bắt tay với mọi người đầy lễ phép. Đáng chú ý, các fan đã tặng Hồ Văn Cường các món quà. Lúc này anh khá bối rối vì bất ngờ. Khi nhận quà, giọng ca ấy luôn cúi đầu đầy lễ phép để cảm ơn mọi người. Đoạn clip nói trên ngay sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. So với nhiều giọng ca trẻ cùng trang lứa, Hồ Văn Cường đã gặp phải không ít ồn ào. Thế nhưng cho dù lúc nào anh cũng giữ im lặng không hơn thua. Cứ thế chàng trai trẻ này không ngừng cố gắng, hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Giờ đây khép lại mọi ồn ào, cuộc sống chuyện học hành, sự nghiệp của Hồ Văn Cường nay đã khởi sắc rất nhiều. Và có lẽ trong vòng tay người hâm mộ, người ta thấy anh cười nhiều và hạnh phúc hơn. Đặc biệt dù trong quá khứ hay hiện tại, người ta vẫn thấy một Hồ Văn Cường hiền lành, rất lễ phép và để lại nhiều thiện cảm trong mắt cư dân mạng. Hiện tại Hồ Văn Cường là một cái tên đắt sâu nhất nhì, gần như mọi show diễn của anh đều trong tình trạng cháy vé. Bước đầu có những thành công nhất định, tuy nhiên khán giả vẫn phát hiện ra Hồ Văn Cường vẫn giữ cho mình lối sống giản dị và một tính cách tiết kiệm. Dù đi biểu diễn, tập hát hay đi giao lưu với mọi người hâm mộ, người ta vẫn thấy anh sử dụng một kiểu dép. Quần áo chủ yếu là các bộ vest có kiểu dáng và chất liệu tương đồng hoặc giống như nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Không xe xua hàng hiệu, giọng ca này dường như có niềm yêu thích đặc biệt với tà áo dài. Trong rất nhiều buổi biểu diễn, giọng ca đã ưu tiên sử dụng trang phục mang đậm đà bản sắc dân tộc ấy. Mới đây Ngọc Sơn chia sẻ, tôi không dạy Hồ Văn Cường làm ca sĩ chuyên nghiệp mà dạy làm đứa con nhỏ của đại gia đình. Sau khi rời công ty của mẹ nuôi cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường tưởng chừng sẽ gặp khó khăn trong công việc. Nhưng với sự hỗ trợ của danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy, Hồ Văn Cường đã có thể liên tục chạy show. Tuy nhiên quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 lại liên tục bị anti-fan gây sự rằng giọng hát Hồ Văn Cường không còn cảm xúc như trước. Nguyên nhân bắt nguồn từ một số sân khấu trình diễn của nam ca sĩ trong một sự kiện gần đây. Danh ca Ngọc Sơn có chia sẻ khiến nhiều người quan tâm. Cụ thể khi được hỏi về việc giúp Hồ Văn Cường cải thiện giọng hát, danh ca Ngọc Sơn không ngần ngại nói về quá trình dài hơi. Bản thân tôi luôn có kinh nghiệm, bí kíp để truyền đạt lại cho con nên hát thế nào. Cường rất thông minh, bởi nếu học sai thì suốt đời vẫn cứ sai như thế. Chúng tôi luôn học cách để thỏa mãn lỗ tai khán giả. Dù là anh nông dân hay chỉ bán hàng, hát làm sao để lọt lỗ tai họ, đó mới là tình cảm của một đại gia đình. Tôi đã hướng dẫn truyền đạt cho Cường điều đó, và Cường đang làm rất tốt, danh ca Ngọc Sơn cho biết. Gần đây một số ca khúc Hồ Văn Cường song ca với danh ca Ngọc Sơn trong đêm nhạc cũng nhận về phản hồi tích cực, thể hiện sự tiến bộ rất lớn của nam ca sĩ, có lẽ khi đứng cùng danh ca Ngọc Sơn. Hồ Văn Cường tự tin hơn, nên cách thể hiện rất ổn định.